Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những phép lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại đến cuộc sống đời đời. Là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Họ thưa người rằng: "Ngài sẽ làm phép lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng, người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời." Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian." Họ liền thưa với người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi." Chúa Giêsu nói: "Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ." Đó là lời hơi Chúa. Khi chia sẻ lời Chúa, xin được chúc mừng cha xứ, cha phó và cộng đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên một ngày trầu số sáng. Chúc mừng cha cũng như là cộng đoàn, và kính chúc cộng đoàn có những giờ phút bên Chúa đầy ấm áp, đầy yêu thương và chan hòa. Xin chúc mừng. Chính ta là bánh ăn sự sống, ai đến với ta không hề đói, ai tin vào ta không hề khát bao giờ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lo lắng về cơm, áo, gạo, tiền và đời sống vật chất là một trong những vấn đề chung của nhân loại. Đây đúng là một nhu cầu chính đáng của con người. Như cha Quản Hạt nêu lên ở đầu lễ, có rất nhiều trẻ em chết vì đói, của nhu cầu của con người, không có cơm ăn thì chết đói thôi. Và để sống cuộc sống đời này thì chúng ta phải lao động để kiếm miếng cơm manh áo, phục vụ cho nhu cầu vật chất của mình, của người thân cũng như của mọi người. Tuy nhiên có một cái hiện tượng là cái nhu cầu về vật chất này nhiều khi lại bị đẩy lên thành cái mục đích của cuộc sống. Hay nói một cách khác, người ta nhìn nó như là cái nhu cầu duy nhất của cuộc đời và là mục đích duy nhất của đời người. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc cho chúng ta về sự thái quá này và mời gọi cộng
đoàn Kitô hữu chúng ta hãy tìm ra đúng mục đích của cuộc đời của con người, chứ không dừng ở cái khía cạnh cơm áo gạo tiền. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy dân Israel khi đi trong sa mạc thì họ thấy đói và bắt đầu họ kêu trách ông Môsê. Nhắc lại lời để chúng ta thấy họ kêu trách. Họ kêu trách rằng phải chi ông để chúng tôi chết bên Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và nồi bánh. Tại sao ông lại đưa chúng tôi vào sa mạc để chúng tôi chết đói hết thảy thế này? Họ kêu trách Chúa. Họ quên đi bàn tay quý hùng của Chúa đã cứu họ ra khỏi ách nô lệ. Để bây giờ thấy họ được tự do, nhưng họ không thấy được cái giá trị đó. Họ kêu trách Chúa chỉ vì nồi cơm, nồi bánh. Thiên Chúa biết rõ cái sự vô ơn đó của họ. Tuy nhiên thì Ngài cũng thỏa mãn cái nhu cầu của họ bằng cách ban sáng thì cho manna từ trời rơi xuống, ban chiều thì cho họ ăn thịt chim cút no thỏa trong suốt thời gian họ ở sa mạc. Tuy nhiên nếu chúng ta để ý thì cái cách mà Thiên Chúa cho họ là họ chỉ được ăn từng ngày mà không có được tích trữ gì, ăn từng ngày thôi, để lại là sẽ hôi thối, để lại sẽ hư hỏng. Thiên Chúa làm như vậy để cho họ thấy cái sự tạm bợ, cái sự mau qua và chóng hết của những cái vật chất mà họ đang được ban. Để rồi Thiên Chúa hướng tới một cái gì đó lớn lao hơn, hướng tới một cái sự sống lớn lao hơn, niềm hy vọng lớn lao hơn. Và niềm hy vọng đó Chúa Giêsu chỉ ra ở trong bài tin mừng. Trong bài tin mừng, nếu chúng ta nhớ tuần trước, Chúa Giêsu làm phép lạ hoa bánh ra nhiều. Và kết phúc âm tuần trước đó, thì thấy Chúa Giêsu làm như vậy thì họ thích quá. Họ bảo ông này đúng là ngôn sứ rồi, ông này đúng là người phải đến rồi, mà họ muốn bắt Chúa mà tôn lên làm vua. Bởi vì nếu Chúa làm vua ấy, thì họ khỏi phải lo lắng về vật chất. Cứ đói thì làm phép lạ ra nhiều. Và khi Chúa Giêsu thấy họ tìm Chúa về cái mục đích vật chất như vậy, thì Chúa đã giải thích cho. Chúa bảo các ông tìm tôi ấy, không phải là thấy dấu lạ, mà chỉ vì các ông ăn bánh ngon hê thôi. Có nghĩa là cái phép lạ mà Chúa Giêsu làm nó chỉ là dấu lạ thôi. Có nghĩa là nó hướng tới một cái gì lớn lao hơn. Sứ mạng của Chúa đến không phải để giải quyết những bữa ăn mau qua và chóng hết, mà là để đưa họ đến một thứ lương thực được gọi là lương thực đời đời. Chúa muốn cho những người đang tìm kiếm Ngài hướng tới bánh trường sinh. Và Chúa tuyên bố, chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta không hề đói, ai tin vào ta chẳng khát bao giờ. Chính Chúa là lương thực, chính Chúa là bánh trường sinh, bánh từ trời xuống, cho họ no thỏa, không phải chỉ dừng ở trong cuộc sống đời này, mà cuộc sống đời đời, không phải là nhất thời, mà là thường tồn. Và đó là sứ vụ của Chúa. Tuy nhiên, để có thể có được thứ lương thực là chính Chúa, tháp nhập chính Chúa, thì Chúa bảo người ta phải ra công làm việc mới có được Chúa, cái điểm của Chúa. Tại sao lại vậy? Chúng ta bảo chúng ta biết nhà thờ cầu nguyện là có Chúa thôi, tại sao phải ra công làm việc? Muốn biết điều đấy thì chúng ta thấy trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhấn mạnh như này: để có thể có được Chúa, tác nhập vào Chúa và nói rằng mình tin vào Chúa thì người ta phải làm điều này. Có nghĩa là người ta phải cởi bỏ con người cũ, là con người sống như dân ngoại, tìm kiếm những thứ mau qua chóng hết trong sự ham hố gian dối, để mặc lấy con người mới của Chúa Kitô, con người trong thần khí. Nói một cách nôm na là phải để cho Chúa vận hành cuộc đời của mình, phải để cho lời Chúa là lương thực cho mình, và muốn như thế thì phải nỗ lực sống lời Chúa. Không phải dễ, bởi vì khi người ta sống lời Chúa là người ta phải chiến đấu với những cái gì là ham hố, là lợi lộc ở trong cuộc đời của mình. Và nhất là
nói như Chúa Giêsu dạy các môn đệ là phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta đến đây chầu thánh thể thật là đạo đức, thật là sốt sáng. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, các cái bạn bé lương dân đi học, nó cứ hỏi nhau này, không biết mấy đứa có đạo, nó cứ đến nhà thờ làm cái gì mà đến đông thế, mà đến đều thế. Thế rồi có bạn ấy vào là này, mấy đứa có đạo, chúng tôi đến nhà thờ là chúng ăn cái bánh tròn tròn. Họ chỉ biết là như vậy. Thế thì còn với chúng ta thì chúng ta biết là mình thánh Chúa, thánh thể Chúa chính là hiện thân của Đức Giêsu phục sinh ban sự sống đời đời cho chúng ta. Thế cho nên hôm nay chúng ta đến với Chúa để chầu thánh thể, chầu lượn thay mặt giáo phận, cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho giáo phận. Đó thật là tốt đẹp. Nhất là chúng ta tạ ơn Chúa để mà tháp nhập vào thánh thể Chúa. Nhưng mà câu hỏi vẫn đặt ra cho chúng ta, nếu theo lời Chúa soi dẫn hôm nay thì chúng ta đã xác định đúng được mục đích mình đến với cái đích thánh thể hôm nay hay chưa? Có khi này sai lệch đấy. Có lẽ là Chúa thì vẫn vui lòng khi chúng ta đến chầu thánh thể, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn bình an, ban sức khỏe, ban trí tuệ để chúng ta làm việc tốt đẹp, làm ăn nên làm ra, cầu nguyện như vậy. Nguyên mấy năm gần đây là tôi thấy khác hẳn, ăn nên làm ra đấy, cầu nguyện tốt lành quá, Chúa chắc vẫn vui lòng thôi. Tuy nhiên thì nếu ta lấy ánh sáng lời Chúa của ngày hôm nay thì chúng ta thấy không dừng lại ở đấy đâu. Lời Chúa mời gọi chúng ta đến với bí tích thánh thể để chúng ta hướng xa hơn. Làm sao để chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta tháp nhập chúng ta vào thánh thể Chúa, bởi vì Đức Kitô phục sinh ban bánh trường sinh cho chúng ta, ăn thánh thể cho chúng ta để chúng ta trở thành chi thể của Ngài, để Ngài trở thành xương, thành thịt, thành máu huyết của chúng ta. Thế cho nên khi chúng ta đến chầu thánh thể, trở về nhà, là chúng ta phải làm sao để trở thành con người mới, nói như Thánh Phaolô, tức là cởi bỏ những cái gì là cũ kỹ, những cái gì là chỉ dừng lại tạm bỡ ở trong cuộc đời này để mà mặc lấy Chúa Kitô trong thần khí. Nói một cách khác, để Chúa Kitô thần khí hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, thổi chúng ta làm sao mà bỏ đi những cái, rồi bỏ đi những cái ham hố tội lỗi, và để thánh thể thanh lọc những bất chính hay là những hận thù ghen ghét mình còn ở trong đời sống gia đình hay đời sống cộng đoàn, và nhất là để Chúa tác động trong tâm hồn của chúng ta, cho chúng ta hiểu được giá trị của đời sống đời đời. Xin Chúa nâng đỡ mỗi người chúng ta và chúc lành để chúng ta hướng tới lãnh được cái sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho chúng ta.